Dạ, mến chào bà con và các bạn đến với kênh Liêm Nguyễn Hoa Kiển và nhà vườn của chị Tâm nha. Hôm nay mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với một nhà vườn rất là mới đến với kênh. Có một số mặt hàng hoa giấy siêu bông, ghép nhiều màu, một dòng cẩm thạch nữa nha bà con. Cho nên mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn của chị Tâm ạ. Dạ, Em chào em chị xin Tâm. chào Lê Nguyễn ạ. Em là Tê Tâm. Em chào một con cô bác anh chị và hỗ trợ cho em có vườn hoa giấy và đủ sắc năm đủ màu. Nhờ ông cô bác anh chị xem kênh hỗ trợ giúp giùm cho em và ủng hộ. Em xin thành thật cảm ơn. Và mã số của em là đầu số, tiên số đầu 1 ha. Đầu tiên là số 1. Rồi. Đó. Mình đo thông số luôn đi chị. Dạ. Đây, số 1. Ghép nhiều màu siêu bông nha bà con. Dạ 39 ạ. Cổ 39. Sổ đế. Chiều cao sổ đế. Sổ đế là 54 ạ. Tổng chiều cao. Cây này khá to. Chiều cao 1m03. Cao 1m03. Cây này ghép nhiều màu nha bà con, siêu bông. Chín chín ạ. Tan ngang. Ngang chín chín. Ngang gần mét. Dạ. Gồm có như là đỏ red pizza nè. Rồi Milo là 2 nè. Kajata dưới này nè, là 3 nè ha. Đỏ lửa là 4 nè. Rồi tím lá xanh đột biến là 5. 5 màu siêu bông nha bà con. Cây này 5 màu. À 6 màu luôn, tím tiết. 6 màu. Rồi, giá sao chị? Cây này dạ giá khởi điểm em là 1 triệu ạ. À. 1 triệu. Cây dạ. Này là một rễ to lắm, cái đế rất là đẹp luôn. Dạ. To nha, trắng sạch. 1 triệu đồng cho cây 6 màu, 7 màu luôn nha bà con, có trắng tiết nữa nè. Rồi xong một cây thứ nhất, cây số 1. Bước xuống, bước cây xuống đi cưng. Bước xuống. Tiếp theo đến cây số 2. Một nhà vườn thì mới đến với kênh YouTube cho nên còn hơi bỡ ngỡ, bà con mình xem thì thông cảm dùm nhà vườn nha. Tiếp theo cây số 2, tím cẩm thạch siêu bông. Đây một màu, cây đang nụ tàn chị coi. Rồi đo thông số luôn đi chị. Vẫn cổ 32 ạ. À. Cổ 32. 36 ạ. À. Sổ đế 36. Một cái bể đặt luôn. Chiều cao 77 ạ. À. Chiều cao 77, cái tàn tròn hưu ha. Dạ. Tàn 92 ạ. À. Rồi. Chị quay giáp một vòng luôn đi chị. Rồi, mã số 2, cây cẩm thạch tím siêu bông. Dạ em mã cẩm thạch tím siêu bông dạ 800 ạ. 800k. Rồi. Xuống cây, lên cây số 3. Nam, nam. Xuống cây đừng tự lên cây. Tiếp theo cây số 3. Một cây ghép nhiều màu. Dạ. Rồi, đo thông số luôn đi chị. Chị đo nó hơi đo lỏng như này, đo cho nó bự lắm. Rồi. 29 ạ. Quanh 29. À. 32 ạ. Sau đế 32. Năm chín ạ. Năm chín, có nhiều 60. Yeah. Rồi, chiều cao luôn vậy, còn chiều cao nữa. Chiều cao 1m02 ạ. Cao 1m02. Cây này thì gồm có trắng tiết là 1 nè. Rượu vang là 2 nè. Đây Milo đột biến lá xanh là 3 nè. Red Pizza là 4. Dưa hấu vàng là 5. 5 rồi, coi còn cái nào nữa không?
5 màu nha bà con. 5 màu. Rồi giá cái này luôn. Rồi giá em là 800k. 800k cho một cây đế to ha. Tiếp theo cây số 4. Số 4 là một cây cẩm thạch siêu bông vàng tròn. Rồi đo thông số luôn. 35 cổ à. 35. 34. Số đế 34 tàn ngang. Chiều cao. Chiều cao 78 ạ. Rồi tàn ngang luôn. Phong tàn rất là mịn. Tám chín ạ. Cẩm thạch tím siêu bông mã số 4. Ha, rồi quay một vòng luôn vậy. Quay vòng đi rồi mình lên cây khác. Kế tiếp mà cây nữa là 850 ạ. À. Kế tiếp mã số 5 ạ. À. Số 5. Bề hoành là 24 ạ. À. Cây một rễ lắc. Chiều 34 ạ. À. Số đế 34. Dạ. Chiều cao. Chiều cao 75 ạ. À. Rồi. Chiều ngang 76 ạ. À. Cây này ghép nhiều màu siêu bông luôn nha bà con. Tím tuyết là 1 nè. Tết pizza là 2 nè. Pilo là 3 nè. Trắng tuyết là 4 nè. Rồi. Tím siêu bông lá xanh là 5. 5 màu. Rồi giá là 700 ạ. À. 700k cho cây 5 màu siêu hoa ngũ sắc nha. Rồi. Tiếp theo. Cây số 6. Số 6 là cũng cây ghép nhiều màu siêu bông nha bà con. Đế rất là đẹp. À, 24 ạ. 24. À. 48 ạ. À. Số đế 48. Đế quái lắc lượng. Chiều cao. Chiều cao 95 ạ. À. Tổng chiều cao 95, tàn ngang luôn. Ngang 89 ạ. À. 89, cây này cũng gồm nhiều màu siêu bông nha bà con. Tím siêu bông lá xanh. Đọc biết từ cẩm thạch ra là 1. Đỏ pizza là 2 nè. Cam lửa là 3 nè. Bi lô là 4 nè. Tím tuyết bên đây là 5. Trắng tuyết là 6. Cây này 6 màu. Kajata nè, 7 màu. Cây này 7 màu luôn nha bà con. Giá rồi. Là 750 ạ. Giá 750, quay một vòng đi chị. Gốc đế rất là đẹp luôn nha bà con. 750 cho cây 7 màu. Rồi. Xuống cây này. Lên cây tiếp theo. Một cây siêu to. Cẩm thạch tím. Rồi, đo thông số đi chị. 7 ha, cây cẩm thạch tím. 28 ạ. Vành 28. 27. Số đế 27. Chiều cao 74 ạ. 74. Phơm tàn tròn do luôn. Rất là dày mịn. 74 ạ. 8074. Rồi quay một vòng luôn. Điểm là giá 700 ạ. 700 cho mã số 7. Rồi xuống cây luôn bé trai. Tiếp theo cây số 8. Số 8 là cây nhiều màu siêu bông. Cây đang búp nụ nè. Cổ đế là 21 ạ. Hoành cổ 21.
Để ba số hai ạ. 32. Chiều cao. Chiều cao Chiều tới cao đâu? 80 ạ. 80, tán ngang. 80 ạ. Tán ngang 80 luôn. Cây này thì gồm có nhiều màu siêu bông nha. Tím tuyết đột biến y lộn. Tím siêu bông lá xanh đột biến từ cẩm thạch là một. Cái này Kajata là hai. Red Pizza đây là ba. Tím tuyết là bốn. Đây trắng, trắng tuyết là năm. Trước mắt thấy được năm màu nghe bà con. Đây Red Pizza. Rồi năm màu cho cây này. Thì cái giá em là 700k. 700k, quay nhẹ một vòng luôn. Rồi, xuống cây bé trai. Tiếp theo, mã số 9. Cây cẩm thạch tím. Để quấn quái qua. 25 ạ. Vâng, 25. Đo lại đi chị, đo lại các bạn. Cứ cắt không dây. Đừng cắn không dây. À đúng rồi đó. Đấy, 23. 23. Không. Cắn không dây cái hết hai rồi giờ. Hoành 23 nha bà con. Để 29. sổ 29 quấn một cục. Vàng ngang. Tám mươi ạ. Vàng ngang 80. Rồi, chiều cao. Chiều cao 61 ạ. 61. Cẩm thạch tím siêu bông quay nhẹ một vòng luôn chị ơi. Giá Cho bà con điểm là xem 750 ạ. cái tàn tròn hung. Rồi, ok. Tiếp theo. Mã số 10. Số 10. Số 10 là một cây ghép nhiều màu hai tầng. Thì cũng khá to đẹp. Hoành gỗ. Hoành 29 ạ. Hoành 29. Số đế bông ba. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 1m05 ạ. Tán ngang luôn. 80 ạ. 80 ghép nhiều màu. Hồng Kajata là một nè. Đỏ Red Pizza là hai nè. Hai màu chủ đạo rất là đẹp luôn ha. Rồi bên đây Milo là xanh là 3, trắng tuyết là 4, cam lửa là 5. 5 màu. Trước mắt là thấy được 5 màu. Rồi, quay một vòng luôn. Giá em là khởi điểm 700 ạ. 700k cho một cây siêu cao, siêu to nha bà con. Rất là đẹp. 5 màu. Có thể hơn. Tím đột biến lá xanh nữa. Rồi, xuống cây này luôn bé trai ơi. Tiếp theo mã số 11. Cây cẩm thạch toàn cái bệnh dáng bay. Cấu 22 ạ. Số đế 34 ạ. Chiều cao 60 ạ. Tàn tròn hu ha, rất là dày luôn. Tàn 86 68 ạ. 68 rồi. Quay nhẹ một vòng cho giá luôn. Giá khởi điểm em 700 ạ. 700k. Cẩm thạch tím siêu bông cho mã số 11 700k. Rồi, xuống cây bé trai. Tiếp theo mã số 12. Siêu bông một màu. 11 17 ạ. Sử đế 44 ạ. Đế sổ rất là dài. Chiều cao 81 ạ.
86 ạ. Tàng ngang 86, đỏ red pizza siêu bông. Mã số 12. Rồi, quen dòng cho giá. Giá khởi điểm 500 ạ. 500k cho cây mã số 12, dáng rất là quái đẹp. Một màu đỏ red pizza. Rồi, xuống cây luôn bé trai. Tiếp theo mã số 13 là một cây ghép nhiều màu siêu bông. Màu gì thì bà con mình đợi đo thông số xong báo luôn. Cô đếm ở ổ 19 ạ. 19. Hoành 19, số đế. Số đế 38 ạ. 38. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 92 ạ. 8 ngàn. 56 ạ. Rồi, cây này thì ghép nhiều màu siêu bông lên cái phôi giấy Mỹ cẩm thạch, còn cái ghi ghi của cẩm thạch nè, không kể tím siêu bông lá xanh là một, trắng tiết là hai, tím tiết là ba. Đây là Milo 4, red pizza là 5. Rồi, 5 màu. Giá khởi điểm em là 700k. 700k cây này, gốc đế sạch đẹp luôn ha. Rồi, mã số 13, 700k. Tiếp theo, mã số 14. Một cây ghép nhiều màu siêu bông đang bút nụ luôn bà con ơi. Cái này đây không? Đúng vậy. 23. Còn 23. Sổ đế. Sổ đế 34 ạ. Sổ đế 34. Chiều cao. Chiều cao 90 ạ. Rồi, tàng ngang luôn. Tàng ngang 64 ạ. Rồi, gồm màu, nhiều màu siêu bông, gồm có Milo là 1 nè. Đỏ red pizza là 2 nè. Rồi, bên này đỏ cam lửa là 3, trắng tiết là 4. Milo rồi. Dưới đây là dưa hấu vàng là 5. 5 màu. Giá khởi điểm em 700k. 700k. Cho một cây đế quái lắc lưỡng. Cho mã số 14. Rồi, xuống mấy chai ơi. Tiếp theo mã số 15. 15 là một màu siêu bông. Dạ 18 ạ. Hoành 18. Sổ đế. Sổ đế 40 ạ. 40. Rồi, 8 ngàn. Chiều cao 72. 42 ạ. Thời giá 400 ạ. Thời giá bao nhiêu? Thời giá 400 ạ. 400k. Rồi, quay một vòng xuống cây luôn. Rồi, xuống cây bé trai. Tiếp theo, mã số 16. Cổ 21 ạ. Số đế 39 ạ. Chiều cao 80 ạ. Cây ghép nhiều màu siêu bông. 80 chiều ngang ạ. Rồi. Cái này gồm có là Milo là một màu nè. Red pizza đây là 2. Đây red pizza đỏ là 2. Trắng tiết là 3. Đây. Cây này 3 màu hả bà con ơi. Cây này được 3 màu. Giá khởi điểm em là 700k. 700k. Cho cái cục đế rất là quái ha. Đẹp. Rồi, xuống cây bé trai ơi. Tiếp theo mã số 17.
Em 20 ạ. Đấy lắc lượng luôn. Rất là đẹp. À. 45 ạ. Ừ đấy. Chiều cao 84 ạ. À. Chiều ngang 78 ạ. À. Gồm nhiều màu siêu bông sau đây. Màu thứ nhất Red Pizza, màu thứ hai Milo, đây màu thứ ba trắng tiết, màu thứ tư cam thái, màu thứ năm tím siêu bông đột biến lá xanh, trắng tiết siêu bông là hai, Red Pizza là ba, Milo bốn, hai ba bốn, cái này có bốn màu à, năm, năm màu, năm màu Giá khởi điểm của em là 750k. 750 cho một cây đế lắc lượng quái. Rồi xuống cây bé trai, tiếp theo là mã số 18, một cây cẩm thạch tím siêu bông siêu to, mã số 18 nha. Quành eo này hơi nhỏ hay bà con, Neo 18 ạ. À. quành 18. Số đế 40 ạ. À. Chiều cao 85 ạ. À. Phơm dục Chiều ngang 65 ạ. À. cây này thì siêu nụ luôn nha bà con, nó đang nụ rất là chi chít rất là nhiều luôn nè đó. Mã số 18 Khởi là 750k. 750k, tím siêu bông cẩm thạch. Rồi xuống cây luôn bé trai, tiếp theo là cây số 19, một cây rất là đẹp luôn. Con nào có đam mê những cái dòng siêu bông thì bà con mình hãy liên hệ ủng hộ nhà vườn nha chị Tâm, chưa quen nên hơi khớp nha bà con. 25 ạ. Hoành 25, Tủ đế đồ đế 36 ạ. 36, hai cái đế lắc lượng nè, Chiều cao 89 ạ. cao 89, tán ngang. Ngang 89 ạ. Rồi cây này gồm nhiều màu siêu bông sau đây, đỏ đấy pizza là một, đây ha, cajata là hai nè, milo là ba nè, tím siêu bông đột biến lá xanh bốn nè, màu trắng là năm nè, rồi cam lửa nè là sáu nè, sáu màu à, đây nữa dưa hấu nữa là bảy, dưa hấu vàng bảy màu, giá khởi điểm 750k. giá 750k cho cây phôi quái ha, rất là đẹp. Rồi xuống cây luôn đi bé trai ơi, cây tiếp theo một cây siêu cao để quái lắc lượng, vành eo Hà Quỳnh em 323. vành 23, Số đế 44 ạ. À. sổ đế 44, đế sổ dài ha, Chiều cao 1m15 ạ. À. 1m15, tàn ngang luôn, Ngang là 86 ạ. là ngang 86. Cây mã số 20, đỏ Red Visa siêu bông đang nụ luôn nha bà con, quá trời rồi, Khởi giá là 50k 500k. 500k cho cây này, một màu siêu bông Red Visa đỏ. Rồi kết thúc clip hả chị, à, có đôi lời gì muốn nói với bà con mình không? Dạ em cũng nhờ ông bà cô chú anh chị cũng chân thành thương em, hỗ trợ giúp giùm cho em. Dạ em rất chân thành cảm ơn, Rồi nhờ cô bác anh chị ủng hộ giùm. Dạ, em em xin cảm cảm ơn ơn chị anh Tâm nha, Nguyễn. một Dạ. nhà vườn mới đến với kênh và chưa có quen Dạ. trước ống kính, thì hy vọng bà con mình thông cảm và ủng hộ nhà vườn nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ, hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. Dạ.